tài xế nằm ngửa, lái ô tô bằng một chân, nắm chặt tay bạn gái, làm vùng vút trên đường cao tốc. Xung sao hot TikToker body 6 múi, lộ clip nhạy cảm khoe hàng nóng trên mạng xã hội. Xung sao đoạn clip cô gái thất tình, nằm khóc giữa phòng, tay đấm thùm thụp vào ngực cho đỡ ức. Nữ học viên tập lái ô tô, rồi đâm nát đầu xe, thầy giáo ngồi cạnh máu me đầy mặt không nói nên lời. Mỗi lần mưa trái mùa diễn ra, cá tại các ao, hồ và kênh tại Thành phố Hồ Chí Minh lại chết số lượng lớn.